Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, thực sự thì tuyển Việt Nam ngày hôm qua nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà Trung Quốc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Và đâu đó thì huấn luyện viên Philippe Chuzier tiếp tục lại nhận những chỉ trích. Mà thể hiện ở trận đấu ngày hôm qua, tuyển Việt Nam đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu. Điều đầu tiên có thể dễ nhìn thấy nhất là nằm ở khả năng dứt điểm. Thực sự là chúng ta có vấn đề. Các tiền đạo của chúng ta đã không hoàn thành tốt. Bên cạnh đó thì tốc độ và sự đột biến ở các bài tấn công là cũng chưa cao, dẫn đến là hàng phòng ngự của chúng ta bị đội chủ nhà bắt bài và đánh chặn là không quá khó khăn. Ở tại hàng phòng ngự thì nhiều sai số đã xuất hiện từ hệ thống cho đến cá nhân đã được nhìn thấy rõ trong hai bàn thua. Ở tình huống mà Văn Lâm đã vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên là rõ ràng sự hỗ trợ của hàng phòng ngự là không tốt. Còn bàn thua thứ hai xuất phát từ đường chuyền ngang thiếu lực của Hoàng Đức, nhưng đây được coi có thể là một tai nạn bởi là pha xử lý hỏng của Duy Mạnh rõ ràng là đáng lo và rất may là hàng công của đội chủ nhà cũng bất ổn nên trận đấu kết thúc với tỷ số nhẹ nhàng 2-0 cho tuyển Trung Quốc. Một điểm yếu tiếp theo đó là khả năng trong bóng bổng cũng gặp vấn đề. Bên cạnh vấn đề về chuyên môn thì điều cảnh báo với tuyển Việt Nam của chúng ta gặp khó khăn lớn nếu như không biết tiết chế cảm xúc, mà cụ thể là tình huống ở Tiến Linh bị thẻ đỏ. Đây thực sự cũng là tình huống suy cho cùng là tốt vì nó cũng là lời cảnh báo trực tiếp với các đồng đội và đội tuyển của chúng ta trong hành trình sắp tới. Ở trận đấu vừa qua thì theo thống kê là Việt Nam cầm bóng 63%, trong khi đó con số của Trung Quốc chỉ là 37%. Tỷ lệ chuyền chính xác của Việt Nam cũng hơn hẳn Trung Quốc với 83% so với 76%. Chính bởi vậy mà thầy trò ông Jankovic vẫn bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích sau chiến thắng. Cụ thể, đầu tiên là tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh thì nhận định, dù thắng nhưng tuyển Trung Quốc thể hiện lối chơi và năng cầm bóng là khá tệ trong phần lớn thời gian. Các cầu thủ gặp vấn đề về năng lực cá nhân. Trận đấu này giống như một đội yếu đã thắng đội mạnh hơn. Trong khi đó, Việt Nam đã sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhưng chúng ta vẫn cho thấy sự yếu về kỹ thuật. Các cầu thủ trẻ đã tiếp thêm sức sống cho đội tuyển nhưng vẫn còn quá non nớt. Wang Qiming và Guley, hai cầu thủ ghi bàn, đều đã ngoài 30. Tờ báo Thanh niên Bắc Kinh nhận định. Trong khi đó thì trang Sohu của Trung Quốc còn dùng từ mạnh mẽ hơn. Tuyển Việt Nam không khác gì Nhật Bản hay là Brazil. Tờ này nhận định, nhìn vào hiệp 1 của trận đấu thì có vẻ như là đối thủ của chúng ta không phải là Việt Nam mà là Nhật Bản hay thậm chí là Brazil. May mắn thay là ông Jankovic đã kịp thời phục hồi đội tuyển và tận dụng lợi thế đối đầu về thể lực để giành chiến thắng 2-0. Quá trình thật kinh hoàng và kết quả đáng ngạc nhiên. Đây là sự miêu tả chân thực nhất về trận đấu của đội tuyển quốc gia. May cho ông Jankovic là không gặp ác mộng. Tờ này cho rằng là trong hiệp 1 thì Trung Quốc đã rơi vào thế bị động hoàn toàn trước những kỹ năng nhỏ của Việt Nam. Thậm chí sang hiệp 2, Việt Nam mới là người tấn công nhiều hơn. Tuy vậy thì đội chủ nhà đã tận dụng được ưu thế về mặt thể lực của mình để có bàn thắng mở tỷ số. Và bàn thắng này đã giúp cho họ thi đấu hưng phấn hơn. Các bạn thân mến, tuyển Việt Nam đã thua trận đầu tiên dưới triều đại huấn luyện viên Philippe Chuzier. Và lại như thường lệ thì huấn luyện viên người Pháp tiếp tục lại nhận những chỉ trích của người hâm mộ. Nhưng nhìn ở góc độ tích cực thì tuyển Việt Nam của chúng ta ngày hôm qua trong trận gặp Trung Quốc cũng có những điều đáng phải khen ngợi. Ông Philippe Chuzier đã giữ đúng lời hứa khi mang đến cho tuyển Việt Nam lối chơi cũng như là cách vận hành mới và tương đối ổn dù có khá ít thời gian làm việc thực tế. Tuyển Việt Nam với không ít cầu thủ mới lần đầu tiên đá chính hoặc là vừa được sử dụng dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzier đã kết hợp cùng các đồng đội kỳ cựu tạo ra một thế trận không tồi trước tuyển Trung Quốc. Khả năng kiểm soát bóng, giữ bóng được đẩy lên cao nhất, thậm chí là hiệp 1 thì đội tuyển của chúng ta còn sở hữu thời lượng lên đến 65% cùng với số lượng các đường chuyền là vượt trội so với đội chủ nhà. Cũng có nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét được tuyển Việt Nam tạo ra từ các đợt phản công. Đương nhiên thì nếu mà chính xác hơn thì đội tuyển Việt Nam phải có ít nhất là một pha lập công sau khá nhiều những pha dứt điểm. Và hai bàn thua của chúng ta chủ yếu đến từ sai lầm cá nhân hơn là hệ thống. Rõ ràng thực sự là một điều đáng tiếc dành cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó thì nhìn nhận một cách khách quan thì bình luận viên Công Huy cho rằng hiệp 1 thì cơ bản là cách nhập cuộc như vậy là ổn, nhưng hiệp 2 Việt Nam đã có sự sa sút về thể lực và thay vài cầu thủ trẻ vào, những người còn non kinh nghiệm nên chưa thể phát huy được. Nhưng mục đích của ông Chuzier là thử nghiệm các cầu thủ trẻ. Một vấn đề khác dễ thấy là cầu thủ của chúng ta chưa vào mùa giải nên phong độ là không cao. Có lẽ trong 3 trận giao hữu tháng 10 này, phải đến trận thứ 3 thì chúng ta mới bắt đầu vào nhịp. Nhưng đối thủ lại là Hàn Quốc, lại quá mạnh,
nên rất khó nói. Nhưng ông Philippe Jouzé là một người đẳng cấp và có kinh nghiệm, nên chúng ta hãy chờ xem đến tháng 11 mình đá các trận chính thức như thế nào tại vòng loại World Cup khu vực châu Á. Huấn luyện viên Philippe Jouzé là người giỏi và đã thành công rồi, nhưng có những cái không nhất thiết phải giải thích hết cho chúng ta. Chúng ta cứ tin vào ông ấy thôi, vì ông ấy đã thành công rồi. Nói về câu chuyện sử dụng cầu thủ trẻ tại đội tuyển Việt Nam, dù trước đối thủ mạnh như là Trung Quốc, thì bình luận viên Quang Huy giải thích nỗi khổ của ông Philippe Jouzé. Chúng ta phải thừa nhận là cầu thủ Việt Nam thường là chững lại rất sớm. Có một số vị trí mình không tiện nói ra, nhưng đã bắt đầu chững lại dù mới 27-28 tuổi. Khi họ đã có gia đình rồi, có tiền lót tay, thì các thứ sẽ chững lại. Trong bối cảnh như vậy thì ông Philippe Jouzé phải đẩy các cầu thủ trẻ lên. Ở bàn thua đầu tiên của chúng ta thì thực ra đã có phần lỗi của Văn Lâm khi hơi chậm. Chúng ta thua bàn đầu tiên rồi mới thay người, nên bàn thua đầu tiên là có phần đáng tiếc. Còn Trung Quốc có bàn thắng thì họ chủ động hơn và họ cũng dễ đá hơn. Cầu thủ của chúng ta là có cầu thủ trẻ vào thì không phát huy được, lại thêm Tiến Linh hiện là đang mất phong độ và vào sân lại còn dính thẻ đỏ. Đây là trận đấu để lại nhiều bài học cho đội tuyển. Có những anh em trong đội hình thắng Trung Quốc 3-1 hồi đầu năm ngoái, nhưng bây giờ phần nhiều là đã giảm phong độ. Về tình huống Tiến Linh vừa vào sân nhưng lại đánh nguội đối phương để rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 89 thì bình luận viên Quang Huy giải thích. Có thể là Tiến Linh định dằn mặt trung vệ của đối phương. Nếu đó là một trung vệ người Trung Quốc thì chưa chắc Tiến Linh đã làm như vậy, vì đó là cầu thủ nhập tịch nên có lẽ Tiến Linh suy tính khác đi. Còn là một cầu thủ nội của đối phương thì có khi cậu ấy lại không lao vào đá như vậy vì đang ở sân đối phương. Tình huống đó thì trọng tài là đuổi là đúng rồi. Về phía tuyển Trung Quốc thì bình luận viên Quang Huy nhận định khả năng của đội này. So với giai đoạn trước thì Trung Quốc đang trẻ hóa, lối chơi của họ là không đặc sắc nhưng vẫn có những cầu thủ nổi trội. Giữa Goulet, tình huống chúng ta mắc sai lầm, để bóng vào chân cậu ta thì không thể thoát thua được, cậu ta ghi bàn rất ngọt. Tới đây thì ngày 13 tháng 10, đội tuyển Việt Nam của chúng ta có trận đấu tập với Uzbekistan. Theo bình luận viên Quang Huy thì chúng ta sẽ còn gặp khó khăn hơn nhiều so với trận này. Trận tới ta gặp Uzbekistan, để dự đoán kết quả thì hơi khó, nhưng có thể là ta sẽ thua tan nát. Về mặt thế trận thì chúng ta sẽ khó đá hơn so với Trung Quốc. Nếu ta thua sát nút là tốt lắm rồi. Chốt lại câu chuyện thì bình luận viên Công Huy cũng kêu gọi người hâm mộ là hãy bình tĩnh với thầy trò ông Jouzé sau thất bại trước Trung Quốc, vì đây là một trận giao hữu, một trận thử nghiệm với nhiều cái tên trẻ. Điều chúng ta cần tập trung vào là loạt đấu chính thức tới đây của đội tuyển tại vòng loại thứ 2 World Cup tại khu vực châu Á cũng như là Asian Cup. Hãy cứ để cho ông Philippe Jouzé làm việc và chờ kết quả các trận chính thức, các trận vòng loại World Cup. Còn ông ấy đến trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam đã có sự giao thoa về các thế hệ. Ai đó còn tiếc nuối thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì đừng quên là tại AFF Cup, hai kỳ gần nhất chúng ta đấu Thái Lan đều không ăn được họ. Không nói đâu xa, tại Đông Nam Á, Thái Lan còn phải mơ đi World Cup mà chúng ta đá với họ đều thua liểng xiểng. Nên bây giờ làm lại thì cũng có lý và bắt đầu ở một chu kỳ mới, nên ông Philippe Jouzé thử nghiệm xem thế nào. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.